là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình tây ninh kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2023. Mở đầu chương trình mời quý vị cùng lắng nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, sáng 12 tháng 4 tại trụ sở bộ công an hà nội, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp bộ công an tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách danh dự là điều Thiên liêng cao quý nhất những phát biểu chỉ đạo, bài viết và hình ảnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng đối với lực lượng công an nhân dân việt nam do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ trì, biên soạn. Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an dự buổi lễ. Cuốn sách được xuất bản bằng phương thức sách giấy và sách điện tử trên các nền tảng số của nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật, gồm hai phần phần một gồm 8 bài phát biểu, bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về lực lượng công an nhân dân từ khi đồng chí làm tổng bí thư đến nay, từ năm 2011, tổng bí thư, chủ tịch nước từ tháng 10 năm 2018 đến sau đại hội 13 của đảng, Bao thư và một lời tựa cho cuốn sách lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương 1945 đến 2015. Phần 2 gồm 120 hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng Công an nhân dân và 20 ảnh Tổng Bí thư và bạn bè quốc tế. Trong đó điểm nhấn là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn những chuyến đi công tác nước ngoài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó thể hiện tình cảm tin yêu, quý trọng, gần gũi, gắn bó của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, hình thức sách đẹp, hấp dẫn, có hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, cuốn sách là tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị là tư liệu bổ ích không những đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với các tầng lớp nhân dân. Thưa quý vị, theo dự thảo nghị định sửa đổi nghị định 1, 3 tháng 9 năm 2018 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, thời hạn tạm đình chỉ trung tâm đăng kiểm không còn ở mức từ 1 đến 3 tháng như hiện nay mà thay bằng quy định tạm đình chỉ 3 tháng. Lý do được ban soạn thảo đưa ra là, việc quy định tạm đình chỉ có thời hạn từ 1 đến 3 tháng sẽ tạo sự tùy tiện trong việc xử lý vi phạm, có thể dẫn đến nhận định thiếu khách quan, tiềm ẩn nguy cơ sinh ra tiêu cực của cơ quan quản lý. Thưa quý vị, Việt Nam Airlines vừa phát thông tin đến khách hàng cảnh giác trước những phương thức lừa đảo bán vé máy bay giả mạo trong dịp cao điểm. Theo đó, Việt Airlines và cơ quan chức năng ghi nhận một số trường hợp hành khách mua phải vé giả từ các website, tổ chức, cá nhân tự xưng là đại lý của Việt Airlines. Để tránh bị lừa mua vé giả, đặc biệt trong các đợt cao điểm đi lại như 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nghỉ hè, lễ Tết, Việt Nam Airlines Group gồm 3 hãng Việt Nam Airlines, Vasco và Pacific Airlines khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức của các hãng. Ngoài ra, khách hàng cần lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé. Đây là chứng từ khách hàng dùng để bảo vệ quyền lợi cho mình. Thưa quý vị, Ngày 11 tháng 4, lãnh đạo cảng quốc tế Nghi Sơn ở khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội biên phòng, cảng vụ kịp thời tiếp cận cứu hộ, đưa ba nạn nhân bị hôn mê trên tàu chở sắt phế liệu vào bờ, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Trước đó, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 9 tháng 4, lực lượng chức năng ở Thanh Hóa nhận được thông tin tại khu vực neo đậu cảng quốc tế Nghi Sơn, tàu VIGORFVK, quốc tịch Panama đang chờ cập cảng thì xảy ra vụ tai nạn khiến ba thuyền viên quốc tịch Trung Quốc bị hôn mê, nghi do ngạt khí. Khu neo đậu cách cầu tàu khoảng 2,5 hải lý, nên ban quản lý cảng quốc tế Nghi Sơn khai mở lối, tạo điều kiện cho bộ đội biên phòng cùng cảng vụ khu vực này nhanh chóng tiếp cận, đưa các nạn nhân lên bờ. Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục phối hợp nhân lực y tế. Trung tâm phòng chống dịch bệnh thị xã Nghi Sơn sơ cấp cứu ban đầu và đưa ba nạn nhân đến bệnh viện đa khoa quốc tế hợp lực thị xã Nghi Sơn cấp cứu. Thông tin ban đầu, một nạn nhân đã tử vong, hai nạn nhân tiếp tục được chuyển tuyến y tế trung ương cấp cứu điều trị. Tiếp tục chương trình là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được Thủ tướng Anh Rishi Sunak chào đón tới Bắc Ireland vào ngày 11 tháng 4. Nhà lãnh đạo Mỹ có chuyến thăm ngắn nhân dịp kỷ niệm 25 năm đạt thỏa thuận hòa bình giúp chấm dứt 30 năm đổ máu tại đây, ông Biden người vô cùng tự hào về di sản Ireland của mình sẽ chỉ dành hơn nửa ngày ở khu vực do anh quản lý này trước khi ông tới Cộng hòa Ireland trong gần 3 ngày để gặp gỡ các quan chức và họ hàng xa. Ngày 11 tháng 4, các nhà lãnh đạo chính trị của bang Kentucky và Tennessee ở Mỹ kêu gọi kiểm soát súng chặt chẽ hơn, bao gồm đưa ra các luật cứng rắn hơn để ngăn cản những người có vấn đề tiếp cận với súng sau hai vụ xả súng hàng loạt khiến 11 người thiệt mạng ở thành phố Louisville và Nashville. Một nhân viên ngân hàng đã bắn chết năm đồng nghiệp và làm bị thương chín người khác tại nơi làm việc của người này ở Louisville, bang Kentucky, vào đầu tuần. Hôm 27 tháng 3, có ba học sinh 9 tuổi và ba nhân viên đã bị một học sinh cũ sát hại tại một trường tư thục ở Nashville, bang Tennessee. Thưa quý vị, trong những năm qua, tuổi trẻ đất tổ đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều đoàn viên thanh niên đã khẳng định được bản thân, được các cấp ngành biểu dương, ghi nhận, trở thành những điển hình tiên tiến tại địa phương. Tiếp tục chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu về một gương cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi toàn quốc, đó là Phó Bí Thư Đoàn Trung tâm Y tế Quyền Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hoài Phương năm 2010, chị Nguyễn Hoài Thương, sinh năm 1989 về nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quyền Thanh Ba. Đến nay, chị Thương đã trải qua các vị trí công tác như điều dưỡng trưởng khoa ngoại sản, điều dưỡng trưởng khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu, phó trưởng phòng phụ trách phòng quản lý chất lượng, phó trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ với đức tính giản dị nhiệt tình năng động và ham học hỏi chị thường luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người cán bộ ngành y không ngừng học tập trao đổi kiến thức với đồng nghiệp để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của mình bên cạnh đó chị còn rất đam mê nghiên cứu khoa học và đề xuất các sáng kiến cải tiến hiệu quả làm việc tại đơn vị đến nay chị đã có một đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở đã được áp dụng tại trung tâm y tế được hội đồng nghiên cứu khoa học đánh giá cao khả năng ứng dụng ngoài nhiệm vụ chuyên môn Chị Thương còn là phó bí thư đoàn trung tâm y tế quyện Thanh Ba. Chị luôn thể hiện được tinh thần xung kích, đi đầu và nhiệt tình trong các phong trào của trung tâm. Mặc dù kiêm nhiệm nhiều vị trí trong chính quyền và đoàn thể, nhưng chị Thương đã sắp xếp các công việc một cách khoa học, đảm bảo triển khai các nhiệm vụ kịp thời. Nhiều năm liền chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được tặng bằng khen các cấp. Và mới đây nhất chị Thương được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh là cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Mặc dù tuổi nghề còn trẻ nhưng những thành công của chị Nguyễn Hoài Thương là tấm gương sáng về học tập, lao động và sáng tạo để các đoàn viên thanh niên noi theo. Thưa quý vị, có dịp đến miền Tây, du khách nên dành thời gian khám phá, chiêm bái bốn ngôi chùa có kiến trúc đẹp, sắc màu rực rỡ như chùa Xuyên Cán, chùa Ta ở Bạc Liêu và chùa Chén Kiểu, chùa Tà Mơn ở Sóc Trăng. Phần cuối chương trình mời quý vị cũng tìm hiểu vẻ đẹp của bốn ngôi chùa này. Đầu tiên đó là chùa Chén Kiểu, Sóc Trăng chùa Chén Kiểu còn có tên là chùa Xà Lôn nằm ven quốc lộ 1A đoạn qua xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 180 km. Ban đầu chùa được dựng bằng lá, đến năm 1969, chùa được xây lại có kiến trúc như hiện nay gồm chánh điện và các bảo tháp. Khác với sắc vàng nổi bật của những ngôi chùa khơ me ở Nam Bộ, chùa chén kiểu sặc sở với những quả tiết đủ màu, từ tím, xanh, đỏ, đến hồng, cam. Trong quá trình xây dựng, do thiếu vật liệu nên các vị sư đã nảy ra sáng kiến là quyên góp chén, dĩa, từ bà con trong phung, sóc để ấp lên tường, Ý tưởng này vừa tiết kiệm kinh phí xây dựng, vừa tạo nên những họa tiết trang trí ấn tượng. Cũng từ đó, chùa còn được người dân biết đến với tên gọi thứ hai chùa Chén Kiểu. Chùa Chén Kiểu là một ngôi chùa nổi tiếng tại Sóc Trăng, là địa điểm hành hương tâm linh không thể thiếu đối với đời sống của người dân và cộng đồng người Khmer. Với lối kiến trúc ấn tượng, chùa Chén Kiểu cũng đã được độc giả Sài Gòn tiết thị bình chọn vào top 7 công trình kiến trúc độc đáo năm 2002 trong khuôn khổ chương trình Top 7 ấn tượng Việt Nam 2022. Tiếp theo là chùa Sim Cán, Bạc Liêu chùa Sim Cán tọa lạc tại xã Vĩnh Trạch Đông, cách trung tâm thành phố Bạc Liêu hơn 10 km, được Hòa thượng Lâm Bao trụ trì xây dựng cách đây 135 năm. Chùa mang kiến trúc ăn co Khmer truyền thống là một trong những ngôi chùa lớn nhất miền Tây và là di tích văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Bạc Liêu. Hiện nay, chùa Sim Cáng không chỉ là nơi tập trung tín ngưỡng của đồng bào Khmer địa phương mà hàng ngày có đến hàng trăm lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Được biết, tên gọi Sim Cáng mang nghĩa là giáp nước, Điều này nói đến việc ngôi chùa ngự trên một vùng đất cạnh bãi bồi ven biển. Kế đến là chùa Gositaram, cũng ở bạc liêu chùa Gositaram còn được gọi là chùa Cù Lao, được xây dựng năm 1860, tọa lại tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, cách trung tâm thành phố bạc liêu khoảng 5 km. Với lối kiến trúc đặc trưng và trang trí ấn tượng, chùa Gositaram giống như bảo tàng mỹ thuật thể hiện tài năng của các nghệ nhân Khmer. Ngôi chùa có lối kiến trúc nguyên nga, được trở với sắc đỏ và vàng, cùng nhiều quả tiết trang trí tinh xảo, Phần mái chùa hình tam giác cân, có ba lớp như hầu hết các ngôi chùa Khmer khác. Mặt tiền và nội thất của ngôi chùa đều được trang trí bằng các bức bích họa nhiều màu sắc, các quả tiết cầu kỳ với lối chạm khắc tinh vi, tỉ mỉ. Giữa các hàng trụ cột chạm khắc nhiều bức phù điêu mô tả sống động các câu chuyện, điển tích về cuộc đời Đức Phật và giáo lý nhà Phật. Được biết, các nghệ nhân phải mất khoảng 4 năm mới quan tất phần quả tiết. Hoa văn trang trí của toàn bộ ngôi chùa Chùa Gositaram như một điểm son trong văn hóa tín ngưỡng Phật giáo và là một trong những ngôi chùa khơ mẹ có không gian, kiến trúc đẹp bậc nhất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cuối cùng là chùa Tà Mơn, sóc trăng chùa Vác Môn, hay con gọi là chùa Tà Mơn nằm ở ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Ngôi chùa phủ một màu vàng rực rỡ, vô cùng nổi bật. Nơi đây chủ yếu phục vụ tín ngưỡng của người dân địa phương, không có nhiều khách du lịch ghé thăm nên vẫn giữ được sự bình yên, thanh tịnh. Trên đỉnh mỗi cột trong chánh điện đều gắn tượng quắc người chim, một nửa thân là chim, nửa là người hoặc là tiền nữ, đứng dang hai tay đỡ mái chùa. Chùa nằm khá xa trung tâm nhưng kiến trúc đặc sắc rất đáng để du khách tới chiêm ngưỡng. Quý vị thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ của Đài Phát thanh. Truyền hình Tây Ninh, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.